chậm lắm, đừng có gấp. Đừng gấp nha. Rồi, chuẩn bị lại nè. Có kinh nghiệm rồi. Một, chưa. Âu, âu. Đàn dịch bầu à, đùa thân lâu, nơi xuống đâu tìm có. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ, chúng ta sẽ được tước quyền của người chơi. Bây giờ chúng ta cùng đến với Lê Minh Thành. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay lắm. Hò lắm. À, chụm lại hả? Một. Ủa? Hay rồi. Ủa? Quá. Chị, tránh ra. Tránh đường. Tránh đường nó cần tôi chơi. Em nói bé non nớt lắm. Cẩn thận nha, khúc này cẩn thận. Không ai giúp đỡ mình đâu. Cuộc đời nó khó khăn lắm. Cổ vũ. Ủa, đi thi, đi thi mà một mình mà đơn phương độc mã. Cố gắng lên, nhúng lên nè. Lửa bông nữa chứ. Lụm, rồi, đúng rồi. Hay, về, về, về. Về. Một. Hai. Rồi. Nhìn cái tướng nhảy dây rồi biết rồi đó. Nhìn cái tướng nhảy dây rồi biết rồi đó. Nhìn cái tướng nhảy dây rồi biết rồi đó. Đó, đó, đó. Thắng rồi, một bông nữa là thắng rồi Thành ơi. Một bông nữa thắng rồi. Một bông nữa thắng rồi Thành ơi. Cố lên Thành ơi. Em nói rồi, bé nó còn non nớt với em lắm. Bơi qua đi Thành. Nói được, bây giờ nó được rồi. Bơi qua đi, đừng có đi cầu nữa. Đó, giờ muốn nói gì nói đi. Bơi qua. Rồi. Đúng rồi, bơi nữa trời đất ơi, trời ơi. Mình phải chơi cho bé nó nể mình luôn. Đó đó, bắt đầu rồi nha. Chơi thêm một cái nữa coi. Mình lấy một cái nữa cho bé nó nể mình mới sợ mình. Nè, cái vòng sau là cũng chơi nữa nè nha. Cái vòng sau là cũng chơi tiếp nè nha. Hay quá vậy ta. Trời ơi. Là đàn ông phải như vậy chứ. Hết giờ, lẹ lên, lẹ lên. Bóng qua lẹ lên. Lẹ lên, lẹ lên. Lẹ lên, bước lên lẹ lên. Đúng rồi. Rồi. Hay quá trời hay rồi. Nhảy, nhảy. Rớt một lần mấy bóng luôn. Rồi nhảy, đúng rồi, nhảy. Còn được một lượt nữa, còn một vòng nữa, lẹ lên. Một lần cuối luôn Thành. Rồi nhảy múa đi, nhảy múa đi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Hay quá anh ơi. Trời ơi. 25 giây một cái nữa. Theo yêu cầu của anh Minh Dù luôn. Hết giờ một cái là được một bông liền. Kịp không, kịp, kịp không. Trời ơi, giỡn quá vậy. Mẹ, nghỉ đi, nghỉ luôn đi. Hay cái này khen nha. Khen á. Minh Thành có những cái kỹ năng để mà nhảy dây rất là giỏi luôn. Và kỹ năng đó đã mang về chiến thắng cho Lê Minh Thành cũng như là đội nha. Yeah. Do là mình thi trước thôi, chứ mình thi sau là mình cũng thua thôi. Ừ.